Xin chào tất cả các em học sinh khối 10. Rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục giảng cho các em bài tập trong sách hình học 10 nâng cao. Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Bài số 3. Góc và khoảng cách. Bài tập thì nằm ở trang 89 và trang 90. Bài 3. Góc và khoảng cách. Bài tập đầu tiên là bài 15. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Cosin của góc giữa hai đường thẳng A và B bằng cosin của góc giữa hai vectơ chỉ phương của chúng. Cho nên cosin giữa hai đường thẳng D và D' có bằng cos giữa hai vectơ chỉ phương U và V hay không? Bằng không các bạn? Câu trả lời mệnh đề này là mệnh đề sai nhé. Mệnh đề sai vì góc giữa hai đường thẳng là bao nhiêu? Góc giữa hai đường thẳng thì chỉ giới hạn từ mấy đến mấy thôi? Từ 0 đến 90 thôi đúng không? Còn góc giữa hai vectơ thì nó giới hạn từ 0 đến 100, 180. Ok không? Để mà mệnh đề này đúng đó, thì không phải bỏ trị đối vô nhé. Bỏ trị đối vô. Được chưa? Như vậy câu ạ. Câu A là câu sai. Những câu này, những câu như thế này thì giống như những câu trắc nghiệm thôi, đúng không? Rồi, câu B. Nếu hai đường thẳng delta và delta phẩy lần lượt có phương trình cos giữa hai đường thẳng delta và delta phẩy. Bạn thấy đề câu B chưa? Rồi, thầy nhắc công thức một chút nha. Cos giữa hai đường thẳng delta nè và delta phẩy sẽ bằng trị đối nhé, bằng trị đối cos giữa hai vectơ, ví dụ vectơ M đây, vectơ N chẳng hạn. Đó. Được chưa? Lý do chính á là vì góc giữa hai đường thẳng thì giới hạn từ 0 đến 90. Còn góc giữa hai vectơ thì giới hạn từ 0 đến 100, 180. Phải bỏ trị đối vô thì nó mới luôn đúng được. Được không? Trong đó MN là cặp vectơ pháp tuyến hoặc cặp vectơ chỉ phương. Nha. Trong tình huống này người ta cho bạn phương trình dạng gì đây? Dạng tổng quát đúng không? Cho dạng tổng quát thì bạn tìm được vectơ pháp tuyến nhé. Cho dạng tổng quát thì tìm được vectơ pháp tuyến. Vectơ M này có tọa độ là vectơ M có tọa độ bao nhiêu đây? M có tọa độ là lấy hệ số trước xy nhé. P và 1 đúng không? Rồi vectơ N có tọa độ là 1 và P đúng chưa? Đúng chưa? Ok chưa? Rồi nha. Rồi sau đó mình chỉ làm gì thôi? Ráp công thức thôi đúng không? Cos giữa hai đường thẳng delta và delta phẩy nè sẽ bằng trị đối nè. Cos góc xen giữa bằng tích vô hướng đúng không? Tích vô hướng chia tích độ dài. Được chưa? Cos góc xen giữa bằng tích vô hướng chia tích độ dài có trị đối nữa. Bằng tích vô hướng thì bạn hoàn cộng tôn nhân. Nhân tôn nha, trị đối nè là P nhân 1 cộng 1 nhân B. Đúng chưa? Tích độ dài là căn bậc 2 của hoàn bình cộng tôn bình. P bình cộng 1 bình nhân với căn bậc 2 của 1 bình cộng P. P bình, kịp không? Rút gọn nha. Rồi tới bước làm đẹp nè. P nhân 1 là P cộng thêm P nữa là 2P, đúng chưa? Được chưa?
Đây là căn bậc 2 của 1 cộng b, b bình nhân với căn bậc 2 của 1 cộng b bình thì nó mất cái căn đi, còn là 1 cộng b. Được không? Căn a nhân căn a thì bằng a thôi. Rồi xem nó đúng nha. 2 trị đối của b chia 1 cộng b bình. Như vậy câu b là mệnh đề đúng nha. Câu b là mệnh đề đúng. Câu tiếp theo sẽ là câu C. Trong tam giác ABC ta có cos gốc A bằng cos giữa hai vectơ AB và AC. Giờ xem con này đúng hay không nhé. Câu C nè. Cho bạn tam giác ABC. Đúng chưa? Cho tam giác ABC nhé. Thì cái cos giống nhau rồi, bạn xem gốc A có bằng gốc giữa hai vectơ AB và AC hay không thôi. Rồi. Góc A là góc này đúng không? Trong tam giác ABC mà góc A là góc này, được chưa? Góc giữa vectơ AB và AC, vectơ AB đây. Rồi vectơ AC đây. Đó. Như vậy mình sẽ có góc A này sẽ bằng góc giữa hai vectơ AB với AC. Vì hai góc này nó sẽ nó luôn bằng nhau, cho nên suy ra hai cái cos sẽ bằng nhau. Hình dung được chưa? Hình dung được chưa? Con này không có gì mà sai hết, được chưa? Như vậy câu C là câu đúng nha. Câu tiếp theo là câu D. Nếu phi là góc giữa hai đường thẳng AB và AC của tam giác ABC thì cos của phi sẽ bằng. Rồi. Câu D, bạn nhìn thấy đề câu D chưa? Nhìn thấy đề câu D chưa? Thấy rồi đúng không? Rồi câu D nha. Bạn thấy công thức này quen không? Cho một cái bạn một tam giác ABC nhé. Cho tam giác ABC, đúng chưa? Đúng chưa? Phi là góc giữa hai đường thẳng AB và AC. Góc giữa hai đường thẳng AB và AC. Góc giữa hai đường thẳng, nhớ mình chỉ lấy góc gì thôi? Góc nhọn thôi, hiểu không? Mình chỉ lấy góc nhọn thôi. Nhưng mà nó chưa chắc là góc này nhé. Nó chưa chắc là góc này. Tại vì nhiều khi tam giác người ta vẽ như thế này thì sao? Mà hình dung được không? Nó tù tù ra như thế này thì sao? Đó, góc phi chưa chắc là góc này nhé. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Cái công thức này là công thức về gì? Định lý hàm số. Hàm số cos á. Định lý hàm số cos á. Cos góc A thì bằng. Cos góc A này nè. Thì bằng gì? Cos góc A thì bằng. Bằng gì? AB cạnh kề đúng không? AB bình cộng A. AC bình. Trừ B. BC bình đúng chưa? Chia 2 lần AB nhau AC đúng chưa? Đúng chưa? Cos góc A. Đó. AB bình cộng AC bình trừ BC bình chia 2 AB nhân AC. Nhưng mà trong đề nó cho là bằng cos của phi. Thì từ hai cái này nè, hai cái cos bằng nhau thì suy ra được góc A phải bằng góc phi đúng không? Đúng không? Góc A phải bằng góc phi. Nhưng có phải lúc nào góc A cũng bằng góc phi hay không? Không. Tại vì góc phi á nó chỉ giới hạn từ 0 đến 90 thôi. Còn cái góc A này nó làm sao? Góc A này nó làm sao? Là góc của tam giác thì có thể từ 0 đến 180 nhé. Nhưng mình đề này là mình đề sai. Được chưa? Nhưng câu D cũng là câu sai, ok không? Rồi, câu E. Hai điểm nằm về hai phía của đường thẳng. Rồi, trước khi làm câu E thì nhắc lý thuyết một chút nha. Đây, có một cái đường thẳng, đúng không? Có một cái đường thẳng. Ví dụ đường thẳng của mình là AX nè, cộng PE nè, cộng C bằng 0 nhé. Đúng chưa? Đúng chưa? Câu hỏi đặt ra là những cái điểm M nè, những cái điểm M mà nó thuộc cái đường thẳng AX cộng PE cộng C bằng 0 á, thì khi tụi con thay điểm M này vô cái vế trái á, thay hoành với tung vô á, thì nó ra điều gì? Điểm M mà nằm trên này á, thì khi tụi con thay vô á, là AXM nè cộng BIM nè cộng C nè, nó sẽ ra số 0 đúng không? Đúng chưa? Những điểm nằm thuộc đường thẳng thì thay vô nó sẽ ra đều luôn đúng á, ra số 0 á, được không? Thế thì khi nào nó sẽ ra lớn hơn 0 và khi nào nó sẽ ra bé hơn 0?
được không? Là một câu hỏi rất tự nhiên như vậy. Được không? Và người ta kết luận rằng là những điểm mà nằm trên đường thẳng nè thì thay vô phía trái á, nó sẽ ra kết quả là không, được không? Còn ở phía trên và phía dưới, phía trên và phía dưới, phía trên nó mang một dấu thôi. Thì ví dụ nhé, phía trên mình mang dấu cộng, ở trên đây mang bằng không rồi nhé, dấu cộng là dương á, dương á. Ở trên đây mang dấu cộng thì dưới đây mang dấu dấu trừ, ví dụ vậy thôi, được không? Đôi lúc ở trên mang dấu trừ thì ở dưới đây sẽ mang dấu cộng, hình dung được chưa? Nhưng mà những điểm mà nằm trên trên cái này nó sẽ mang một dấu thôi, một là cùng dương hết, hai là cùng âm hết. Ví dụ ở đây có hai điểm A này, rồi điểm P nhé. Ok nha. Rồi bây giờ xem thử nha. Rồi nhép nhép. Giờ thay vô nhé. Thay vô AXA này, rồi cộng BIA này, rồi cộng C này. Đó. Thay nhân AXB. Rồi gì nữa? Cộng PIP. Rồi cộng C này. Được chưa? Rồi bây giờ có hai tình huống thôi. Một á, là ở trên sẽ mang dấu dương, đúng không? Ở trên mang dấu dương thì khi con thay tọa độ điểm A vô, ở đây sẽ mang dấu dương, dương nhân dương sẽ ra dương, đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Tình huống thứ hai á, ở trên miền này nè, ở trên nửa mặt phẳng này nè, sẽ mang luôn dấu âm. Có nghĩa là khi thay tọa độ điểm A vô á, kết quả này sẽ là âm nhé. Kết quả này cũng sẽ là âm, âm nhân âm cũng sẽ ra là dương. Hình dung được chưa? Như vậy chúng ta có kết quả như sau. Khi thay tọa độ của hai điểm AB vô nha, AB vô mà lấy tích nhá, lấy tích mà ra kết quả là dương thì suy ra AB nằm cùng phía, đúng không? AB nằm cùng phía với delta nhá. Được không? Còn khi mà ra kết quả là âm nè thì AB sẽ nằm khác phía với delta nha. Đây là lý thuyết ở trong bài rồi. Giờ thầy giúp bạn làm câu E thôi. Rồi. Câu E nè. À, cho bạn hai điểm là 7, 6 với lại trừ 1, 2. Về cái đường thẳng của mình là Y bằng X. Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi bây giờ lấy ý tưởng đó nhé, lấy ý tưởng lúc nãy thầy mới gợi mở cho các bạn ha. Bạn phải viết y bằng x lại. Y bằng x thì tương đương với x trừ y bằng không. So sánh với số 0 là dễ nhất nha. Tương đương với x trừ y bằng không, được chưa? Rồi bây giờ thầy thay hai điểm này vô nha. Ta có nè. Chỗ nào có x thì thay bằng số 7, đúng không? Chỗ nào có chữ y thì thay bằng số 6, đúng chưa? Đúng chưa? Thay vô phía trái thôi nha, nhân. Chỗ nào có chữ x thay bằng số trừ, trừ 1. Chỗ nào có chữ y thay bằng số 2 nha. Nếu mà ra kết quả dương thì nằm cùng phía, còn ra kết quả âm thì nằm khác phía. Được không? Rồi, giờ bấm máy nó sao nha. Ra kết quả là âm, đúng không? Ra kết quả là âm. Chỉ cần biết âm hay dương thôi, hiểu không? Còn nếu mà bằng không á thì một trong hai điểm này sẽ thuộc đường thẳng, hoặc là hai điểm thuộc đường thẳng luôn. Được chưa? Rồi như vậy là hai điểm này biến không rồi. Như vậy suy ra gì? 7 6 và trừ 1 2 nằm khác phía hay cùng phía? Khác phía nhé. Đối với y bằng x. Được chưa? Hình dung được không? Như vậy câu E, hai điểm nằm khác, nằm về hai phía, người khác phía. Như vậy câu E là câu đúng nha. Ok. Tiếp tục. Bài tập của chúng ta là câu số 16. Câu số 16 cho ba điểm ABC, tính góc BAC và góc giữa hai đường thẳng AB AC. Rồi tóm tắt đề một chút nha. Câu 16 này, cho bạn tam giác ABC, điểm A có tọa độ 4 trừ 1, điểm B có tọa độ là trừ 3 2,
Điểm C có tọa độ là 16 nè. Rồi. Đây. Yêu cầu tính góc BAC. Đó, yêu cầu tính góc BAC. Ổn không? Ổn đúng không? Rồi, góc BAC. Góc BAC á thì bằng góc giữa hai vectơ nào? Bằng góc giữa hai vectơ AB phải chung 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 thằng đầu nhé. AB với AC được không? Chung này nè, chung góc đó, chung góc AB với AC. Được chưa? Rồi sau đó mình xài gì thôi? Xác định lấy hàm số cos đúng không? Cos góc giữa hai vectơ AB với AC thì sẽ bằng tích vô hướng đúng chưa? Đúng chưa? Tích vô hướng là AB nhân AC chia tích độ dài là độ dài của AB nhân độ dài của, được không? Cos góc xen giữa bằng tích vô hướng chia tích độ độ dài, ok chưa? Rồi bây giờ cố gắng tính gì thôi, cố gắng tính vectơ AB và AC ra nhé. Vectơ thì mình sẽ làm gì? Lấy sau trừ trước nhé, lấy sau trừ trước, trừ 3 trừ 4 là được, trừ 7 nè, 2 trừ cho trừ 1 là được, được 3 nè, đúng chưa? Rồi tính vectơ AC ra, 1 trừ 4 là trừ 3 nè, 6 trừ cho 1 là được 7 nè, đúng chưa? Rồi tích vô hướng thì bạn hòn nhau, hòn nhân hòn cộng tung nhau, nhân tung đúng không? Trừ 7 nhân với trừ trừ 3 nè, cộng 3 nhân 7 nè, hòn nhân hòn cộng tung nhân tung nè, chia căn bậc 2 của hòn bình cộng tung bình đúng không, nhân với căn bậc 2 của hòn bình cộng tung bình nhé. Rồi lấy máy tính bấm máy ra là xong đúng không? (21/29) được chưa? Khi đó thầy sẽ suy ra được là góc BAC, góc BAC thì bằng góc giữa vectơ AB và AC nhé. Bấm shift code của 21/29, shift code and rồi sắp xỉ là 43 độ 36 phút, 36 lớn hơn 30 thầy sẽ làm tròn lên nhé, sắp xỉ 44 độ. Được chưa? Được chưa? Vì góc giữa hai vector là bằng 44 độ cho nên thầy sẽ suy ra được góc giữa hai đường thẳng AB với AC cũng sẽ bằng 44 độ luôn. Ok chưa? Ok nha. Rồi câu tiếp theo sẽ là câu 17 đúng không? 17. Rồi thầy sẽ viết tóm tắt đề cho bạn nè. Tóm tắt đề nha. Cho đường thẳng có phương trình là đường thẳng có phương trình là gì? AX cộng BA cộng C bằng 0, được chưa? Viết phương trình đường thẳng, đặt này điểm tay lên đi. Viết phương trình đường thẳng D nè, sao cho D song song với delta, D song song delta, viết phương trình đường thẳng D sao cho D song song delta cách đường thẳng delta một khoảng bằng h cho trước, khoảng cách giữa D với delta sẽ bằng h. Rồi hiểu đề chưa? Hiểu đề chưa? Rồi sau khi tóm tắt xong á thì cố gắng phát thảo cái hình nó ra nha, phát thảo cái hình nó ra. Đây đường thẳng delta của bạn này. Được không? Viết phương trình đường thẳng D nè. Được chưa? Sẽ cho khoảng cách giữa chúng bạn bằng h, giống như hai bờ sông mà nó song song với nhau á. Được không? Nhưng mà khoảng cách giữa hai đường thẳng song song thì mình làm gì?
lấy một điểm bên này mình làm gì, giống qua nha, lấy một điểm bên này giống qua được chưa, ổn không? Rồi rồi nên làm sao bây giờ, cứ làm từ từ đi thôi, cứ làm từ từ. Còn cách này là h nha, là m, tất cả đều là nháp hết. Bây giờ bắt đầu trình bày nè, trình bày nhỏ nè, tại vì chưa có delta với chưa có d nhưng thầy sẽ gọi nhé, gọi delta có phương trình là ax cộng ba cộng c bằng bằng không, và d là phương trình đường thẳng cần tìm, đúng không, cần tìm đó. Đầu tiên, giả thuyết đầu tiên là gì, vì d song song với delta nhé, vì d song song với delta cho nên hai cái hệ số này sẽ được giữ lại, chỉ thay đổi thằng cuối cùng thôi, hiểu không? Vì d song song delta nên d có dạng là gì, ax cộng b y nhé, song song thì giữ hệ số trừ x về hệ số trừ y lại, cộng c phải bằng không, được không? Nếu mà ngay đây là c luôn á thì hai đường thẳng này sao rồi, trùng nhau rồi, cho nên phải c phải nhé, điều kiện là c phải khác với các c, ok không, c phải khác c. Rồi tiếp tục là mình khai thác giả thuyết là gì, khoảng cách nha, khoảng cách giữa d với delta, khoảng cách giữa d với delta. Bây giờ thầy sẽ làm gì, chọn một điểm vậy, chọn một điểm thuộc, chưa xong đâu nhé. Bây giờ bạn chọn một cái điểm thuộc gì, đây cho delta đây cho dễ nhìn, delta đây d dưới, được không? Cái phương trình của bạn khi viết ra nha, thầy nói nè, cái phương trình của bạn khi viết ra là phải có hai đại lượng x y nè, ngoài ra nó còn chỉ được dính đến bốn số thôi, là a b c và h, hiểu không? A b c và h, tại vì bốn số đó là bốn số người ta cho trước, hiểu không? Còn cái số c phải là số chưa biết nha, cho như thế này rất là rối nhưng mà phải xác định được. Thầy nhắc lại nhé, trong cái phương trình cuối cùng chỉ còn hai đại lượng x y, ngoài ra còn được là bốn số là a b c và h, không được số nào khác, ổn không? Rồi ổn nha. Rồi bây giờ bắt đầu gọi nha, giờ gọi điểm m, nhu cầu là phải có điểm m nè, gọi điểm m bao nhiêu, thầy cho x bằng không nha, x bằng không thì chỗ đây bằng không nè, y bằng bao nhiêu, trừ c phần b, đúng không, x bằng không y bằng trừ c phần b, gọi m có là không trừ c phần b, b này khác không rồi nhé, b này khác không rồi, lý do nếu b bằng không nữa thì vector của mình sẽ là không không nha, nhưng mà vector pháp tuyến của đường thẳng người ta định nghĩa là phải khác vector không rồi, cho nên mình chỉ làm bình thường thôi, thuộc gì, thuộc delta, đúng chưa. Rồi khoảng cách giữa d với delta thì sẽ bằng khoảng cách từ m đến, đúng chưa, khoảng cách giữa hai đường thẳng này lấy một điểm m thuộc delta nè đến d được chưa, khoảng cách từ điểm đến đường có công thức rồi, ở mẫu là căn bậc 2 của vector nhé, a bình cộng, được chưa, ở trên tử thì thay vô có trị đối nữa, a nè, x thì thay bằng số 0, b nè, y thì thay bằng số, y thay bằng số trừ b phần, xin lỗi, trừ c phần phần b nha, trừ c phần b và cộng với c c phải, đúng chưa, đúng chưa, hình dung được không? Rồi bây giờ làm đẹp nhé, bây giờ làm đẹp
rồi bằng rút gọn nhé, b với b hết, còn lại là trị đối của trừ c cộng c phẩy, đúng chưa, chia căn của a bình cộng b, b bình, ok không, ok chưa. Nhưng mà ngoài ra đề á, nó còn cho cái khoảng cách này bằng gì nữa, bằng h, đúng chưa, bằng h, đúng chưa, đúng chưa. Thầy nói nè, bạn muốn cái viết phương trình đường thẳng d á thì bạn còn tìm chữ gì nữa là xong, c phẩy nữa là xong, đúng không? Mình cố gắng tìm c phẩy nữa là xong bài toán này, mình hình dung được không? Tại vì nếu mà người ta cho bạn số nè, bên đây số thì bạn sẽ dễ chịu hơn, còn cái này bạn không có hình dung được nha. Chỉ có a, b, c và h là những số cho trước thì được xài, còn c phẩy là một số chưa biết thì phải tìm, nhớ nha. Rồi bắt đầu giải này ra, giải này ra rồi, tất nhiên là phải làm gì, nhân chéo lên, đúng không, nhân chéo lên, nhân chéo lên là gì đây, trị đối của trừ c cộng c, c phẩy sẽ bằng h nhân căn của a bình cộng b, đúng chưa, hợp lý chưa. Rồi trị đối thì sẽ có hai tình huống, h thì dương rồi nhé, khoảng cách thì dương rồi, tương đương hoặc nhé, trừ c cộng c phẩy sẽ bằng h cộng căn a bình cộng b, được chưa. Tiếp theo là trừ c phẩy sẽ bằng trừ h trừ căn a bình cộng b, được không, hơi phức tạp đúng không. Vấn đề là mình đang tìm gì, mình nên tìm chữ c phẩy nhé, thì giữ sang c phẩy lại, c phẩy thì bằng gì đây, trừ c thì chuyển qua thành gì, h nè cộng căn a bình cộng b bình, cộng thêm cho gì nữa, cộng c nhé. Tiếp tục c phẩy thì bằng gì, c phẩy thì bằng trừ h trừ căn a bình cộng b bình, trừ c chuyển qua thành cộng, cộng c nhé, được chưa, được chưa. Như vậy kết luận cuối cùng về phương trình đường thẳng của mình á, phương trình đường thẳng của mình là phương trình d này, vậy d này sẽ có dạng là ax này cộng bi này, đúng không, cộng cho c phẩy chính là cộng cho h cộng căn a bình cộng b bình gì nữa, cộng c, đúng không, hoặc d là ax cộng bi, rồi c phẩy là trừ h nè trừ căn a bình cộng b bình và cộng thêm cho c, được chưa. Như vậy nó có tới hai phương trình đường thẳng luôn, lý do là vì sao như thế. Nhưng về mặt hình ảnh thì nó cũng sẽ có đây đường thẳng delta nè, d cách delta một khoảng là h, thì cũng sẽ có một đường thẳng d trên này, nhưng được không, có hai đường như thế này thôi, hết rồi, hiểu chưa. Về mặt hình ảnh có hai đường thì ra kết quả cũng sẽ có hai đường nha, giữa hình và số có mối liên hệ mật thiết với nhau, chỉ là bài này nó để quá nhiều tham số cho mình làm gì, rối thôi, hiểu không, rối. Bài 18 cho 3 điểm A, B và P, đúng không? Thầy sẽ tóm tắt đề cho bài 18 nha. Bài 18 nè, cho điểm A 30, điểm B trừ 54 và điểm P phở là 12. Viết phương trình đường thẳng đi qua P đồng thời cách đều hai điểm A và P. Đây ví dụ có hai điểm A đây, đúng chưa, P đây, rồi có điểm P phở chỗ này, đúng không. Bây giờ yêu cầu là viết phương trình đường thẳng đi qua P phở đồng thời cách đều A và B. Suy nghĩ một chút nha. Về mặt hình ảnh thì sao, đây cách đều, đồng thời cách đều, đồng thời cách đều, rồi bây giờ cứ giả đi đã, gọi đã, gọi cho nó dễ chịu đấy nha. Dạ.
Bây giờ người ta yêu cầu là tìm gì? Tìm phương trình đường thẳng đi qua P này cách đều A và B nhé. Ta sẽ gọi nhé. Delta là phương trình đường thẳng cần tìm. Đúng không? Gọi như thế này cho nó ngắn gọn nhé. Được không? Rồi. Như vậy giả thuyết của chúng ta á, giả thuyết của chúng ta là delta này phải sao? Phải đi qua qua P nè. Cách đều có nghĩa là sao? Khoảng cách từ A đến delta đúng không? Đường thẳng delta cách đều hai điểm mà, đều là bằng á. Khoảng cách từ P đến delta. Đúng chưa? Đó, tóm lại là đề nó cho như thế này. Đề nó cho bạn là gì? Cho hai điểm A P. Đó, cho hai điểm A P và gì nữa? Và B phổ này. Rồi. Yêu cầu là delta này phải đi qua P sao cho khoảng cách từ A đến delta bằng khoảng cách từ P đến delta. Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta cứ làm theo kiểu đại số bình thường nhé. Nếu chúng ta không hình dung được hình thì chúng ta làm theo kiểu đại số thử nó xem điều gì xảy ra nhé. Rồi. Rồi bây giờ gọi delta phương trình tổng quát thì mình sẽ gọi delta nó có dạng là gì? Delta nó sẽ có dạng là ax đúng không? Nãy thầy gọi delta luôn cho rồi. Ax cộng b y cộng c bằng bằng 0. Được chưa? Được chưa? Vì AB là tọa độ của vector pháp tuyến cho nên A bình cộng B bình phải khác khác không nhé. Nha, hai số không được đồng thời bằng không đâu. Rồi giải thích đầu tiên là delta đi qua P đúng không? Rồi vì delta thầy cứ làm theo cái kiểu là chưa biết đường cứ mò ha, cứ mò. Vì delta qua P nên thay x bằng 10 nè, y bằng 2 vào delta, vào cái phương trình của delta á nha, vào phương trình delta ta được. Rồi thay vô, như bạn bắt bị chỗ này nhưng mà bạn muốn chắc ăn mà viết là phương trình delta nè nha. Viết vô chỗ đây nè. Thay vào phương trình đó nha. Rồi thay vào nhé. A nhân với x là 10 nè, cộng B nhân Y là 2 nè, cộng với C bằng bằng 0. Được chưa? Ok đúng không? Đúng chưa? Rồi ok. Tiếp theo là khai thác cái giả thuyết thứ hai là khoảng cách từ A đến delta